lông, gì lông đá gì đó mà. Trời ơi, nó chùm nước bự. Chào cả nhà ơi. Thì cả nhà hiện tại anh Toản đang đi làm vườn, sáng tới giờ làm cỏ tới giờ chưa vô cả nhà. Cái em rảnh, em ngồi em lướt trên mạng, em mới tải cái hình củ khoai này về nè cả nhà. Nè, đó cả nhà thấy không? Em lướt bự bự ra. Củ khoai mà nhìn thấy mắc cười ha, cái gì mà dính chùm chùm ở lòng thòng nữa, rồi gâu ghia tùm lum tùm lá hết trơn á nhà. Em nghĩ ra một cái kế hoạch đó là cho anh Toản. À, chút xíu nữa cái anh Toản vô cái em với bộ em nhắn tin với một người anh bạn trai mới quen trên mạng, cái kêu ảnh gửi củ khoai qua cho Ngọc Minh xem, đảm bảo 100% là anh Toản sẽ ghen gì thiếu làm cho cả nhà xem. Mà không nhìn cái củ khoai này mắc cười thì cả nhà ha. Cái nào củ khoai gì đâu mà to mà nó dính chùm với nhau rồi gâu ghê nữa nè cả nhà. em không thể nào nhịn được cười. Em mắc cười. Bây giờ chờ anh Toản vô đi, mình sẽ tiến hành kế hoạch nha cả nhà ơi. A few moments later. Tới, vô tới cả nhà ơi. Cái gì mà thấy anh vô cười như sảng vậy? Có gì đâu. Làm gì? Làm gì đó mà. Cơm nước kìa chưa? Chưa. Rồi cái này chưa nấu cơm nè. Chưa nấu. Trơn nước rồi. Bắn cười trời. Thôi là trời. Nữ trời. Làm gì? Hả? Làm gì? Cái gì đâu? Anh làm chuyện của anh đi. Mắc cười luôn. Làm chuyện gì? Dường như mệt chết luôn rồi. Dòng cơm nhắn chứ làm gì? Nó cơm chưa? Quá trời quá đất. Nó giỡn chưa? Nó cơm thiệt à? Ôi trời. To chùm chùm gì đó. À, chưa nó cơm thiệt đó em. Chưa em thấy chưa mà. Trời. Ôi là hời. Gì gâu ghê đâu không chèn. Tôi bự vũ thiệt. Cái gì bự? Của anh hả? Không có hơi hám mà không chơi. Cái gì? Cái gì? Cười dễ nó quá. Cười à? Thấy có dâu cười. Không hơi hám gì vậy này nha. Cái đó là cái gì? Cái gì? Vậy coi này. Không. Những cái gì? Mày em đang coi mà, anh biết gì đâu coi. Em coi cái gì? Đừng nói coi đầu mày mẹ nha. Trời ơi. Đang coi phim phải không? Cái gì? Đang coi heo phải không? Heo hét gì đâu đây. Thì làm cái gì mà không coi đó rồi nhìn anh cười. Mà nói qua anh không có vàng đâu. Cười quá hả? À. Coi ra coi. Không. Rồi làm cái gì vậy? Cú phai bự. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi chứ. Phai gì? Nãy coi phim mày mã chảnh phải không? Lén ở nhà coi phim phải không? Phim gì phim? Không có phim làm gì mà cú phai gì hả? Coi của thằng nào? Có báo phim bậy bạ trên mạng cái gì hả? Nhớ lại của anh mất cười quá trời. Của anh không hơi hám vậy nè. Cả chắc của anh này chắc cỡ khoảng ký mấy 2 ký á. À. Bá đây nè. Trời ơi. Nhìn thấy là cỡ. Em làm gì em? Cỡ quá. Vậy đó coi. Không, gì lông bá gì đó mà. Vô coi. Vô chứ. Em cô này cười quá. Ôi trời, nhà lén coi đồng bậy đồng bạ. Chùm trời ơi, chùm nước bự. Trời ơi, chùm nước bự. Ủa mà nó bự quá cô. Nó bự quá đó mày. Nó bự của mày luôn chứ đó.
ơi trời. Trời ơi con nhỏ này. Đi coi. Có cái gì? Tắt liền không? Có bậy bạ phải không? Có đâu. Chỗ nhà mày đặt coi cái đó nữa. Tắt liền nhanh liền, nhanh lên. Có cái gì đâu. Nhanh lên. Tắt liền. Mắc cười quá. Nhà giỡn mặt phải không? Anh ơi nó bự. Ôi. Ơ, cái nào? Khủng vậy. Làm gì vậy? Em đang làm gì? Cười ra nước mắt luôn á. Ủa nó bụi vậy nè thấy không? Mà nó bóng hới à. Mà nó lồng lồng nhóc luôn. Nhiều hơn anh luôn. Ôi nhìn thấy ham luôn á. Nhìn thấy tắt củ khoai này. Ôi cái từ củ khoai này thấy ham. Tắt cho anh liền. Thấy thèm luôn á anh. Em thèm củ khoai này. Em muốn ăn củ khoai này. Trời ơi coi tầm bậy tầm bạ. Đúng không? Tắt là nhanh này không? Chỗ nào lên là coi bắt phim là bậy bạ đó hả? Phim đâu mà phim. Chị đang làm gì? Nói gì mà khoai bỏng. Không có xi nhan gì của người ta hết trơn á. Rồi đó mà nó hoài à. Chỗ nó lên coi. Đó em tưởng tượng em nhớ ơi. Anh làm vô em mất hứng hết trơn à. Mà nhớ cũ ra trời ơi. Búp đầu. Đưa máy liền. Tắt lên liền. Tắt phim liền. Thế là phim đâu phim. Anh làm? Thèm có phim. Không có phim sao biết củ khoai bự củ khoai nhỏ hả? Khoai thằng này thằng kia nữa. Thì củ khoai của người ta bự. Mà củ khoai của người ta bự nhìn thấy ham lắm. Ham. Trời ơi ham. Mở ra tự quá nhiên cái làm nó mãi thì làm mãi đi. Tự nhiên vô nhà rồi kiếm chuyện với người ta. Người ta nãy giờ trong nhà im khe à. Không ai nói chuyện gì trơn á. Coi lén rồi mà thì cực chân đã trước mặt tôi còn coi. Tôi còn khen khoai bự, khoai nhỏ, khoai nó à. Trời ơi. Vậy chắc của anh có bằng người ta đâu mà anh nói hả? Của khoai này bự. Trời ơi. Tức á. Quýnh hoài luôn nha. Giỡn mặt hả? Cô cấm coi bá phim đó nha. Em nói em không coi phim gì hết trơn á. Không coi phim sao biết của khoai này kia. Thì người ta mới gửi hình qua cho em coi thì em. Ai gửi? Vậy? Ai gửi? Có anh nó mới quen trên mạng. Củ khoai ở em mái quá mà vậy muốn ăn muốn củ khoai của ảnh à. Trời ơi mới quen mạng gửi cho coi hả? Không có gì đâu không gửi trời. Cái hình mới chút xíu à. Giờ đâu có giống như hồi đó đâu. Bây giờ hả hô cái gì đó trong vòng 5 giây mấy giây giây một à. Một giây thôi là có qua rồi. Nhanh lắm. Trời ơi. Ây da. Nào. Giỡn mặt hả? Của mình nhỏ thì mình nhận mình nhỏ đi. Nó nói gì trời. Trời ơi, quen trên mạng rồi gửi cho coi luôn vậy đó hả? Hay quá ha. Gửi coi luôn. Được không? Được không? Mắc cười. Xóa bỏ đi. Của thằng nào gửi? Em để em coi. Xóa kết bạn cái nó thằng đó liền. Xóa nếp tao bỏ liền. Anh rảnh gì? Mày xóa không? Không. Để chừng nào em thì em mở lên. Đằng em dòm em coi. Đằng em giải trí. Trời ơi. Muốn không? Tôi bay này, tôi bay này. Không. Bay đâu? Có đâu nè. Đưa mày. Không. Quay đi. Thì đưa máy không? Không. Thì đưa máy không? Không. Trời hay quá nha. Xóa nét nó bỏ liền. Không. Xóa bỏ liền. Trời có chút xíu vô có đã. Mới quen mà gửi coi. Trời nghĩ sao vậy em hả? Dạ. Em nhắm anh vậy em coi được hả? Có gì đâu con được, bình thường. Hả? Bình thường. Trời ơi, củ khoai hả? Anh thấy hả nha? Mai sao bỏ nít bỏ liền. Nguyên một chùm đây nè. Chờ được không? Không, mà anh thấy nó ngộ lắm kìa. Ngộ gì? Củ khoai của ảnh ấy nha. Nó ngộ lắm. Mà nguyên một chùm ha. Mà anh thấy hả? Nó à. Nói gì? Nó gặm gạp lắm kìa. Anh không bằng người ta đâu. Trời ơi. Gọi làm gì mấy ghế đồ gì thế ghê quá hả? Anh nghĩ sao? Đưa đây liền. Xóa bỏ đi. Xóa nít bỏ liền. Chơi. Nghĩ chơi Facebook luôn. Anh rảnh nè. Tự nhiên cái kêu tôi xóa nít rồi. Không chơi Facebook. Vậy bây giờ chơi, tôi muốn chơi quen thằng này thằng kia. Gửi rồi mấy bà coi cái gì. Rồi mốt rồi. Rồi nhiễm rồi theo luôn cái gì. Nhiễm theo gì trời.
thì của người ta vậy thì em khen, người ta gỡ hình ra cho em thì em coi thì em thích, em cười, em vui. Trời, còn thích cười vui. Thích cười vui. Mệt nghe. Đúng không? Thấy không? Của người ta bự to, có ăn gì đâu. Trời mà. Còn nói nữa. Anh đi ra ngoài vườn á, anh lấy đi đi. Anh đi ra ngoài vườn anh làm cỏ giùm em cái đi, để em trong nhà, em trong nhà cho. Đúng không? Nhiều kiếm chuyện người ta hả, tôi có làm gì đâu. Tôi bậy bạ. Chở con này kia. Con này kia là coi cái cú nào. Em coi đâu, em chỉ coi cú bài của ảnh thôi mà. Muốn trả treo không? Trời ngon quá nha. Nó còn cùi nữa. Vậy đó không? Vậy đắt liền không? Không, đó không? Củ khoai của người ta hả? To, một gắm gạp vậy đó. Ai như củ khoai của anh vậy? Củ khoai của anh này hả? Khoảng 2kg rồi cùng của anh hả? Nhiều đâu? Ây da. Đưa nè. Buông nha. Đưa cái máy này. Đưa cái máy liền. Anh buông nha. Buông em nha. Buông em nha. Buông em nha. Dạ đó. Bậy bạ không? Chỗ dài ngắn đâu ha, có nó bự dữ rồi. Bự sao không bự? Bự hắn của anh là xiền. Của người ta hả? Hả hả? Cái mấy 2kg gì vậy? Chà bá vậy? Mà gặm gạp hết trơn vậy? Còn nói nào, nói không? Nói mặt nhìn cái thấy thèm luôn. Còn của anh á, nhìn thấy vậy hả? Ôi, nhà coi cái đồ chị ba cái đồng bậy bạ. Đồ chị gì trời? Chết nè, xóa bỏ nét rồi liền nha. Đồ chị gì, nét gì? Kêu người ta xóa. Thấy không nè, cút khoai nè, thấy không, chùm chùm nè, râu kia lông lá gụm gạp luôn nè, thấy không nè, mà khoảng 2kg rồi nè, trên 2kg luôn nữa. Còn của anh hả, gì đâu hả, đào lên không có cái củ nào chưa nãy giờ, nó khoai này đó hả? Vậy củ gì, sao đâu không nói củ khoai này đi, rõ ràng em nói củ khoai luôn á anh, em nói củ khoai bự chùm chùm mà bóng nữa nè, thấy không nè, không, nó chùm chùm mà bóng củ nào của nấy, anh nhìn thấy thèm không, mà nhìn cái củ khoai này mắc cười chứ không phải giống như củ khoai bình thường, phải không, nó tự nhiên ở trên đây một ấy cái đầu nó hả, nó chĩa xuống đây cái đầu lông nó ngay giữa đây, nhìn mắc cười không, nhìn không chàng ơi, cùn cùn đó vậy chứ anh tưởng em gì, sao đầu tiên không nói là coi củ khoai này đi, mà nói cái gì về to bự nhỏ gì gặm gạp gì khen nói chê anh là gì hả, cái gì hiểu lầm anh phải không, một đám phai rồi đó có củ nào nên hồn không, dây toàn dây không mà nó đào lên hả, có củ gì đâu, cái dài chút ép đây bằng hả, không bằng tay út của em nữa, em chê phải rồi, củ phai của người ta hả, đào lên một cái củ chà bá mà chùm 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 như thế này vậy, không khen sao được, mà nhìn nó mắc cười nữa, củ phai người ta trồng xứng đáng không, còn phai của anh hả, gớm nhìn không ăn, bây giờ xem sao nó gõ gàng, ôi ơi vậy là anh nãy giờ được. Ôi trời ơi, mắc cỡ hơn rồi, nhìn cái bóng mặt thôi kìa, quế hàng. Nó đi vô coi củ khoai làm cái gì? Muốn ăn thèm. Thèm nó, ừ anh ơi, em thèm củ khoai lang hay cái gì á, trên mạng á, anh mua hoặc là anh kiếm ở đâu, anh mua ở ngoài chợ xin gì đi. Thì tự nhiên nói gì, rồi xong nói thẳng là khoai lang hay gì đi. Nói gì cười bày, củ khoai cũng nhiều củ khoai. Ủa? Thì em thích kêu củ khoai thì em kêu củ khoai thôi chứ giờ em nói củ khoai gì? Trời ơi. Mà khoai này em không biết là cái khoai lang hay là khoai từ hay là khoai gạn hay là khoai ngọt tím hay là khoai gì nữa, em còn không biết khoai gì nữa.
thoại gì á, chụp trên hình đây đâu có biết đâu. Em định á là nhắn tin với ảnh em hỏi tự nhiên kêu xó nít xó gì. Người ta muốn ăn rồi bỏ kêu xó nít, người ta không được chơi Facebook rồi lấy gì mà liên hệ để em mua ăn, đặt mua ăn. Mắc chưa? Ôi trời. Ê, vậy là hả, có tật giật mình. Phải của anh nhỏ vậy là anh nói của Phải là cái ấy đó hả? Ấy gì? Ôi trời, mất cỡ mất. Của Phải, của Phải đâu có xấu hơn gì nữa. Cái gì đâu mà chùm. Dâu gì ba cái lông gì tùm lum chứ nè. Không, rõ ràng anh còn nói. Còn nói của Phải chùm rồi. Không mà nhắm mắt cửa không, tự nhiên cũng này chị dưới này. Trên đây nguyên chùm cái chục cũ ở đây, dưới đây thưa chỉ chỉ ở đây rồi ba cái ghế luôn. Cái cũ này nó sột qua đây. nhìn cái hoa mà mất cửa. Ôi trời. Bỏ làm gì tao lao à. Đi. Ê, bậy, em đang quay clip. Trời ơi. Cái gì? Đang quay clip. Cái gì? Thôi đừng có xạo. Anh lại nói kìa, anh lại nói anh kiếm em đang đập cái hủy đó cho nổi. Làm mấy bả đi tao cười. Vô chứ. Thôi đi chứ. Hở cái là bắt đầu hả, thôi sao hở cái đầu đè nó xuống à. Thấy chưa. Trời ơi, trời cái quần của tôi. Hay vậy. Xíu nữa là độn thổ luôn rồi đó phải không. Hả? Xíu nữa độn thổ. Ê bậy kìa, biết bao nhiêu người ta xem mình. Anh làm như là không có được đâu nghe. Bậy nghe. Chị tao lao nó cơm nè, ăn đi. Biết rồi. Anh cả. Bây giờ cả nhà ơi, nãy giờ em khịa ổng cỡ đó. Ổng tính đâu là em xem này kia đòi chị này kia ổng vô quạo này kia ha. Bây giờ nhìn cái mặt cha quê xệ rồi ha. Không giờ. Bây giờ tắt cái quay xử với anh sao. Tắt cái quay làm luôn. Chạy đi. Bye bye nha. Tắt cái quay liền.